Vợ chồng mình hôm nay chào các bạn nhá. Vợ chồng mình hôm nay làm món món gì em nhỉ? Món là Rau tập tàng nấu với lại nghêu. nghêu Nghêu các bạn ạ. mình tê này Mình nấu nghêu mình ra gì ta hả? rau tập tàng á Rau tập tàng tàng nấu với nghêu các bạn ạ. Mình nhặt cấu vườn về rồi nhưng bây giờ lại nhặt lại. Lúc nãy trời nó mưa lắm. Ở chỗ các bạn nào chứ ở đây đang mưa lắm, mưa nhiều lắm, mưa miết. mưa Không biết là chỗ các bạn có mưa hay không nhưng ở đây đang mưa, mưa rất nhiều. Mưa miết dạo này mưa miết em nhỉ. mưa Có cái nào già quá thôi. Nó già quá thôi. Già bỏ. Rau dền rất các bạn ạ. dền này lá Ớt ớt này đây, lá gì đây? cái lá này lá Thôi lá lá thiên đâu em, lý lá gì á lá thiên lý à? các loại rau luôn Đã gọi là tàn mà rau dền, rau mùng tơi, rau lang. rau Rau lang có hai ba cọng rau lang. lang Nhưng mà nấu mới lại cái con nghêu này nấu rau lang ngon lắm các bạn em nhỉ. Rau lang, rau dền, sao cộng rau, lá rau dền ngon vậy mà em bỏ ra. Đấy. Đấy. sâm này Rau sâm rau à? càng cua này Rau bằng cua là rau này này các bạn này. rau càng cua này Đấy, đây là cái nhưng rau bằng lá cua, này cái này ăn sống được nhá. Các bạn nhá. cái lá thiên lý này Lá thiên lý thôi, già rồi thôi đi. cái này là ớt hả Ừ, là ớt. này là ớt đúng không đó Nhiều không? cái này tại ớt rồi không nhiều đâu nấu Hả? bớt lại rồi phần này nấu phần này Bên này vậy hả? nhiều nhiều loại rau quá ha Rau dền, càng rau càng cua, rau mùng tơi, lá ớt, lá thiên lý. lá thiên lý ăn được không lá Ăn thiên nhưng lý mà ăn được xong ăn được. tân lan Rau lang, được chứ năm sáu loại rau. rau sâm này Lá sâm. Ui, lá sâm ở trên chỗ cũng phải nhiều lắm này. ở Cây chỗ tốt lắm. ở chỗ nào này Ở đằng sau á, đằng dưới sau vườn á. Ừ, đằng sau lúc cái nào mình vườn lên mình cấu á. Rau sâm á, lúc nhiều lắm. nào lên cấu về để Rau nấu tầm với bóp luôn, có cả lá tầm bóp luôn. à. Lá này lá rau tầm bóp ra này. Đấy, lá rau tầm bóp này. nhiều loại rau á đúng rồi rau tập tàng Rau tập tàng. Nhưng mà rau tập tàng này ăn lại ngon đấy em ạ. Có cả quả ớt mà. cần Thôi, lá 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 lốt thôi đi, lá lá không cho gì bạn. đâu cần không phải là lốt lá mã đề Mã đề à? Mã đề ăn tốt. lá mã đề Mã đề ăn tốt, lá đề ăn nó mát. Mã đề ăn tốt lắm em. Lá mã đề Hả? lá mã đề không Lá mã phải đề. lá Mã đề ăn tốt. rồi Trời nó cứ sập sùi nè các bạn. Sập sùi. rồi Biết được rồi. rồi thôi Hả? vậy thôi Cái giếng nêu này các bạn, đó à? Đó, một phát đây. Đấy. Nghêu đấy các bạn. Đấy, con nghêu này. À, các bạn nhé. Nghêu đấy. Nghêu sò ốc hến. Đấy. Đấy. Luộc lên. Lên nước là nấu. Xanh. Hả? Này nó sạch hết rồi đó. Hay là cho vào rồi. Cho vào cái vỏ em chè đi. Cho vào cái chà chà nhớ ốc À đúng đúng rồi, không? đúng rồi. Cho tay vớt lên này hơi nó còn mịn. Trong cái ấy con này nó sạch này sạch nhưng mình cứ rửa cho nó phải sạch như vậy không tí nó ra cái nước nghe này đấy để luôn cái này để trong đấy đúng rồi chờ đó đấy. Hả? Cà và cái đỏ nó sạch phải không chà và
rồi là sạch. Không phải. Thấy chưa? Trắng bắp rồi. Trắng bắp đấy. Sạch rồi. Con này nó sạch mà. Này là nó ở biển, cái tôi nuôi nó ở biển. Nuôi nó sạch. Rồi, cho vào trong đây, cho vào trong này để bật bật con cho ít nước vào. Mình chỉ nấu đủ ăn thôi, đủ hết rồi mình ăn thôi. Nước ấy, cho vừa thôi, một tô thôi, đừng có nhiều. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Được chưa? Rồi. Nhiều nước không? Rồi, em cho. Được. Rồi, được rồi đấy. Được rồi. Được chưa? Được rồi đấy. Được rồi, em đặt lên luộc cho cái thịt vào đây để rửa. Cho thịt đó. Rồi, em luộc cái kia lên. Cái này để tính cạo đi. Đấy, mẹ hai đứa mình làm món thịt kho. Thịt kho, các bạn ạ. Qua xong mới còn ngao nấu mới rau này, rau ngon lắm, rau tập tràng nó ngon lắm. Có ít rau nghe không? Hả? Thái ra mà. Hả? Thái ra mà. Thái ra hả? Nhưng mà nấu thông thoảng thôi, em phải nước cạo cái đó đi. Rồi em rửa. Rửa để tí nữa kho nha. Rửa tí nữa kho. Này bóc muối không? Có chứ. Bóc muối vào cho nó sạch sẽ anh. Cạo lên xong rồi sạch đi xong rồi bóc muối. Thịt cá bữa nay ế lắm nhưng mà nó vẫn đắt, người ta bán vẫn đắt các bạn. Ế lắm nhưng mà vẫn đắt. Người ta bán. Ế không có người mua, dân không có tiền nhưng mà vẫn đắt. Ôi ôi nóng quá. Nóng không? Nóng quá. Thì các bạn ấy ngon chưa? Há mồm hết rồi. Rồi ngọt lắm ấy. Con này nó cũng ngọt, ngọt như thế đấy các bạn. Anh dưng cái rổ dám luôn vậy. Dưng hả? Kéo vào tay anh ấy. Ui giời, được tự, rồi đấy. Tự ra luôn này. À, con này là con ngao các bạn ạ, không phải con hiến đâu nha. Ôi ôi, nó đầy nhiều nước quá nhỉ. Cứ đổ xuống, nhấc lên là được ý. Đổ xuống. Rồi. Đấy, em để cái rổ đây. Đấy. Thôi không cần, bỏ cái rổ cái xong rồi đấy. Ui giời, con này là con ngao các bạn, nó trắng tinh luôn nè. Con ngao này là nó ở biển em ạ, người ta nuôi. Con này là con nuôi em ạ. Đấy tôi nước em để vào lên đấy, đấy để anh cho cái đó đấy đúng không, bây giờ ấy ra đúng không? Nó nóng rồi. Cho nó nguội tí hả, đấy các bạn, con này là con ngao. Nó ngọt lắm, con này nó ngọt như ấy. Nhặt ra cái tô này luôn kìa. Nhặt ra tô à? Cái tô nóng. Nóng không? Ui, nóng đấy. Nóng à? Nóng đấy. Thế từ từ để nó nguội hả? Để nó nguội hả? Nguội xong như ấy. Con này vỏ nó dày lắm ấy. Ừ? Vỏ nó dày á. Còn nó dày hả? Đúng rồi. Con này nó cũng con này nó còn ngon hơn hơn con hến mình hôm nọ ấy. Hến mình hôm nọ đi bắt khỏi mất tiền luôn các bạn. Quá trời nhiều hến luôn. Còn bữa nay con này mình phải mua. Mấy chục ngàn một ký em nhỉ? 40 ngàn đấy. Đấy con này nó câm à? Câm. Con này nó câm à? Bắt này mồm. À nó câm à. Lâu lâu nó có con nó câm. Con nó câm luôn, không há mồm. Ơi! Cái gì? Con nó câm các bạn ạ. Nó không lấy đâu. Đấy. Đấy các bạn ạ. Đấy. Chiều nay con đang ở địa bàn, con đang đi địa bàn.
về đặt đồ hết đồ mặc rồi, mưa ướt tối qua con bên Hảo đi tìm 11 giờ đêm đi té vô thung lũng chúng ta đi đường đất trơn quá té rầm. Nước của nó này, nước của nó này ngọt lắm này, nước của nó như nước gạo luôn. Bây giờ mình mới nấu bạn, bây giờ mình mới nấu cái dầu. Đám người ta nấu con ngao này, người ta mỗi cái nồi lẩu ấy, người ta cho vào mấy con sao người ta bỏ vào có tầm mười mấy nước, để cho nó ngọt nước ấy, nồi lẩu ấy, đám tiệc người ta cho vào cái nồi lẩu mười mấy con cho nó ngọt nước. Đấy, bắt đầu mấy con nước vào. Cần mỡ không em? Cần mỡ nữa. Cái đó hả? Mỡ ít mí rửa ấy. Rau tập tàng. Rau tập tàng. Thái ta nhỏ ra để nấu canh. Máy này bị chén. Sôi chưa? Úi dạ, chưa sôi được. Trời nó mưa miết trời lúc nào nó sập sùi. Các bạn lúc nào nó cũng sập sùi mưa miết. Sôi chưa? Sôi rồi em cho vào rau vào. À, sôi chưa? Sôi rồi này. Sôi em cho rau vào. Em cho rau vào đi.
Rồi em cho hạt nêm vào đi. Trong ít muối rồi. Trong ít bột ngọt rồi. Ít thôi, ít muối thôi. Thôi rồi đi. Tắt bếp nha. À. Sụ cục. Ừ, tắt bếp. Ô, múc đi. Múc. Múc ra. Thơm ghê. Này còn là lốt hay sao nữa thơm lắm. Còn là lốt nữa hay sao vậy? Thơm lắm. Vậy hả? Ừ, thơm mùi là lốt đó. Mà chính đâu hết này còn là lốt mới ngon. Nóng lắm. Tô này nóng lắm. Ừ. Xanh mà vẫn nóng à? Nóng lắm. Được nhỉ? Ồ, vậy thôi em ơi. Ừ. Ăn hết lại múc. Ăn hết lại múc đi. Đây, ăn hết lại cơm múc đi. Ăn hết lại múc. Cơm đâu các bạn ơi? Cơm đâu? Cơm đâu? Trời nó mưa, nó âm u mưa rồi các bạn. Mưa ấy. Trời nó âm u, âm u âm u. Đấy, bạn ạ. Đơn giản vậy thôi. Hai vợ chồng mình thì ăn đứa cũng đơn giản vậy thôi. Anh ăn miếng canh trước, nó ngon quá. Ăn miếng canh trước đi. À, múc. Em múc cho anh chưa? Ờ. Ít, anh ăn nó ngon. Ăn canh chứ, ăn thêm canh ít thôi. Rồi. Không ăn canh, không cơm thì cũng là thôi. Anh xem thử nha. Ngon nha. Mời các bạn nha. Các bạn mình ăn à? Làm miếng canh. Ừ, ngon lắm. Miếng canh. Ngon em ạ. Ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Rất là ngon. Ừ. Ngọt lắm. Ừ. Ngọt lắm. Nước nó ngọt lắm mình. Nước ngọt nhỉ? Ngọt hơn hến không? Ngọt nhỉ? Ngọt lắm ngọt. Các bạn ạ. Ngọt lắm. Ngọt không? Hả? Ngọt. Mời các bạn ăn cơm đi. Ngon hả? Ngon. Vậy hả? Ăn ngon. Ngọt nhỉ? Đúng không? Anh húp ăn này nó sướng. Là ngon nước mà. Ngọt. Ngọt lắm các bạn ơi. Đây là thịt kho tiêu các bạn. Mình kho tiêu. Đó. Đây là thịt luộc. Đó. Ăn thử ăn thịt luộc chấm mắm ớt. Mắm ớt đi nha các bạn. Mềm quá. Ăn miếng thịt. Thịt kho tiêu này các bạn. Đấy, thịt kho tiêu này. Các bạn ơi. Thịt kho tiêu. Dài dài. Thịt kho tiêu. Rồi, kho tiêu ăn nó dài dài. Rồi, em ăn cơm đây. Ừ, mà bạn đồ tiêu ăn dê ra ngon lắm. Em ăn à, ăn miếng thịt kho tiêu với cơm mà ngon.
Em ăn miếng thịt kho tiêu mới cơm. Thịt kho tiêu. Dài dài. Dài dài quanh quánh của đường. Đúng không? Ngon đấy. Đây có ngon không? Thơm của mắm. Ừ, đấy, mình rang, cái này gọi rang được. Cái cay cay của tiêu. Ừ. Làm đơn giản vậy thôi. Trời mưa các bạn. Đấy, ăn mấy cơm mà cần thịt kho tiêu này, ăn mấy cơm đúng bài luôn. Dạ. Dạ. Thôi vậy nha. Chào các bạn nha. Vợ chồng mình chào các bạn nha. Chào các bạn này. Rồi, chào các bạn nha. Cơm này. Vợ chồng mình ăn cơm đi nha.